Tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, hàng chục tàu công suất lớn của ngư dân các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình tấp nập vào ra. Không khí làm việc những ngày giáp Tết Nhâm Dần rất sôi động. Ngoài bến cảng, nhiều tàu cá vừa bán xong hải sản, ngư dân lại khẩn trương tiếp ứng nhiên liệu, thực phẩm, kiểm tra ngư cụ, chuẩn bị tiếp tục ra khơi, phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán. Mỗi ngày tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng có gần 100 tàu cập cảng bán cá với sản lượng trung bình từ 100 đến 150 tấn cá các loại. So với mọi năm, giá cá thời điểm này thấp hơn từ 50 đến 70 ngàn đồng một cân. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc lưu thông vận chuyển bán hàng thủy sản gặp khó khăn. Nếu như những năm trước, sản lượng cá từ âu thuyền cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng có thể tiêu thụ ở khắp các tỉnh thành miền Trung, thì năm nay thị trường hạn chế hơn.